kiểu đực cái này. À, cũng có nét lụy tinh. Vượt rào. Cho ra đây, mấy đứa ra đây xem nào. Không. Pila xích ra để cho các con nó chạy ra. Ờ, à, đúng rồi, thế Pila nằm xích đấy để cho con nó có chỗ nó trèo đấy. À, xích lại nè. Đây, để cho con nó có chỗ với. Ok. Đây, mẹ nằm xích hẳn lại đây. Đấy, trèo ra đi. Mẹ đứng đấy cho trèo đấy, trèo đấy. Nằm đấy cho con nó trèo. Xem con đứa nào nó ra không. Đó, kia nằm yên. Ra đây nào, ra đây. Một thằng đã chuồn ra chỗ mẹ xì luôn. Đừng để nó cắn đít, nó kéo lại. Hai đứa đã chuồn ra. Ra đây nhanh lên, không là chúng nó ăn hết giờ. Nào, khẩn trương. Đây, mẹ la xích vào. Mẹ la nằm hẳn, xích hẳn vào để cho chúng nó có chỗ chúng nó tỉ. Đấy, nó chỉ cần có chỗ chân để mà nó bám vào là được. À, nó sẽ trèo được ra. Ok, úi sổ ôi. Nặng mông quá, vẫn chưa ra được. Mông quá chưa ra được hả? Ừ. Đã ra làm xích nữa vào nào. Xích hắn vào đây nào. Rồi, ba đứa trèo ra đây. Nhanh không chú nó ăn hết giờ. Nhanh. Rồi, đỏ đã ra, nặng mông đã ra được ngoài. Nào, khẩn trương. Vẫn còn vướng cái mông ở lại đằng sau. À, đã ra được. Đấy, có cái mông của mẹ Pila ở đấy là ra được. Trắng đã ra. Ra đây. Ra đây nào, khẩn trương. Phi ra. Nào, ra đây. Vàng bình thường nhách kê phi ra mà. Ăn nhiều quá nặng bụng. Ừ. Có ra không? Ra luôn. Đi la yên à, để cho con ra. Ra đây, trèo lên. Ra đây. Đi la yên. Ra đây. Đây, đâu rồi? Ừ. Nhanh khẩn trương. Có ra không? À, nó muốn ngủ. Trời ơi, ok, nằm trong này ngủ đỡ bị làm phiền. Em có muốn ra không hay là ở trong đây thử ở trong đấy ngủ đi. Ra làm gì nhỉ? Muốn ra, có ra không?